Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm câu này. Ở đây thì chúng ta dễ dàng, chúng ta cũng xác định động từ chính. Ở đây nó chính là động từ is. Thì chúng ta thấy là có dấu phẩy. Nào, bây giờ chúng ta có verb của O. Đối với dấu phẩy này thì các bạn có thể là tưởng tượng ra cái cấu trúc gì không? Thì đây chính là cái cấu trúc là như này. Đó, S phẩy, chấm chấm chấm, phẩy, verb của O. Thì đây chính là cấu trúc 5 trong 5 cấu trúc cứng. Thì chúng ta thấy là hiện tại nó đang gạch gì? Nó đang gạch đằng trước verb. Thì gạch đằng trước verb thì nó sẽ thiếu là thiếu chủ ngữ. Thì chúng ta thấy là nó thiếu chủ ngữ. Vậy chúng ta tìm chủ ngữ. Vậy chủ ngữ nó là gì? Chủ ngữ nó chính là các danh từ, hay là cụm danh từ, hoặc là mệnh đề danh từ, hoặc là mệnh đề danh từ, mệnh đề danh từ. Nào, chúng ta chỉ tìm những cái này là được. Ở đây thì các bạn thấy là đáp án nào phù hợp? Ở đây thì chúng ta thấy là phương án C chúng ta loại ngay rồi, phương C và phương án D chúng ta loại ngay rồi, tại vì nếu mà chọn thì nó là thừa động từ trong câu. Còn các phương khác thì chúng ta cũng nhìn thấy là ở đây chúng ta thấy là phương án B cũng có thể là hợp lý, tại vì chúng ta thấy là for cái này chúng ta loại bỏ này, nhiễu này, loại bỏ này. Rồi sau đó thì đây chính là một gì? Đây chính là một danh từ. Rồi sau đó có một mệnh đề tính từ chính là to cộng với verb O. Nào, phân tích phương án B. Rồi phân B thì có thể là S nó chính là từ hợp, được chưa nhỉ? Rồi sau đó lại có một mệnh đề tính từ nó chính là to cộng với verb O. Rồi sau đó là phẩy, rồi sau đó cộng với verb của O. Nó như này. Đấy, thử xem hợp lý không. Còn đối với phương A thì hợp lý, tại vì nó thuộc cấu trúc này, S phẩy chấm chấm phẩy verb O này. Nào, anh chị nhìn cho tôi này, thì cấu trúc của nó như thế nào đối với phương án A? Đối với phương A thì cấu trúc của nó là S này, nó chính là từ này, được chưa nhỉ? Rồi sau đó lại có một cái danh từ. Rồi sau đó lại có một cấu trúc là chúng ta kết hợp từ that is cộng với đằng sau nó, thì nó chính là mệnh đề tính từ, chính là sắp cộng với verb cộng O. Rồi sau đó phẩy, rồi sau đó cộng với verb O. Thì đối với cấu trúc của câu A thì nó như này. Thì ở đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn phương A rồi. Phương A rồi. Tại vì sao? Thì đây chính là cái cấu trúc là S phẩy chấm chấm phẩy verb O. Nào, chúng ta ôn lại cấu trúc này. S phẩy chấm chấm phẩy verb O. Thì trong chấm chấm này thì gồm có thứ nhất là danh từ, cụm danh từ là cái đầu tiên. Cái thứ hai là mệnh đề tính từ, mệnh đề tính từ. Cái thứ ba là mệnh đề trạng từ, trạng từ và trạng từ. Và trạng từ. Trạng từ. Cái thứ bốn là mấy cái giới từ cộng với danh từ, ví dụ là suggest cộng với danh từ này. For example cộng với danh từ này. Cộng danh từ này. Và gì nữa các bạn nhỉ? Rồi, và một cái nữa nó chính suggest for example và like cộng với danh từ. Đó. Thì trong chỗ này nó chính là cái chỗ này anh chị, nó chính là danh từ. Danh từ. Rồi sau danh từ chúng ta lại có một mệnh đề tính từ chính là sắp cộng verb O. Còn đối phương B chúng ta cũng có thể là hơi nghi ngờ. Nghi ngờ thứ nhất là ở đây lại có dấu phẩy, nó không hợp lý về mặt ngữ pháp. Và cái thứ hai nữa là các bạn chú ý cho tôi là cái tính chất của mệnh đề tính từ to cộng verb O này này, thì nó có tính chất gì? Thì nó tính chất là danh từ đằng trước là danh từ là liên quan đến số thứ tự. Có nghĩa là có the first, the second, the third đằng sau này, nhưng ở đây không có. Vì thế nên chúng ta không chọn được phương án B. Đó, chúng ta sẽ chọn phương án A. Thì đây chính là cấu trúc 5 trong 5 cấu trúc cứng. Thì sau câu này thì anh chị ôn lại. Thứ nhất là cấu trúc 5 trong 5 cấu trúc cứng. Thì tôi đã liệt kê lại toàn bộ các ý còn thiếu trong cái chấm chấm này. Thì tôi đã liệt kê. Và cái thứ hai là anh chị ôn lại được cái cấu trúc thứ nhất trong 5 cấu trúc cứng, chính là gạch verb O. Thì nó thiếu cái gì? Nó thiếu danh từ, cụm danh từ và mệnh đề danh từ. Tiếp theo là anh chị ôn lại cho tôi cấu trúc là cấu trúc mệnh đề tính từ, cấu trúc đầy đủ.
Xin chào anh chị.